Mà cái chữ thực tập nó đang rất cần với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Cái lý thuyết mà chúng ta học một phần thôi, nhưng mà phải chúng ta phải biến cái lý thuyết nó trở thành ra cái điều thực tập. Mà chính cái đó là cái mục đích của Đạo Phật. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là thực hành. Cho nên đối với cái người gọi là hữu sư trí, tức là trí tuệ có thầy dạy dỗ đó, thì trí tuệ đó phải được thực hiện bằng ba bước: văn, tư, tu. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Văn là mình nghe, mình học. Tư là mình suy nghĩ. Tu là mình thực hiện. Bây giờ mình nhìn lại, mình tu là mình quán chiếu mà. Thì cái chữ quán chiếu không phải là ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại để quán chiếu, hay cần mà lấy một cái kiến để quán chiếu. Mà quán chiếu nghĩa là mình có khả năng nhìn lại mỗi sự việc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ khi mình ăn cơm, mình có khả năng tắt cái tivi không? Hay là mình mở tivi lên để mình coi nhạc, mình nghe cải lương, mình xem phim Tàu, xem phim Hàn Quốc. Ở trong Hàn Quốc phim là ăn mì gói mút mùa. Khi mình ăn cơm với người thân, đừng mở tivi. Mình phải ngồi thật sự mình ăn cơm với người đó. Tại vì gì, trước sau gì á, mình chỉ ngồi mình ngó người đó ăn, tức là đem bàn thờ cúng. Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta phải có mặt với nhau trong mỗi giây phút. Tại vì bây giờ mình nghĩ một ngày mình được bao nhiêu giờ có mặt với nhau? Không có thời gian. Đi làm một ngày là 8 tiếng rồi, về là nhiều khi mình có lý do là mệt quá, tôi ngủ một lát tôi ăn sao. Rồi là người đó ăn một mình. Tới khi mình ngủ một giấc, mình dậy mình ăn thì người đó đi ngủ. Thành ra có nhiều khi một ngày, hai ngày và thậm chí một tuần lễ không biết mặt nhau ra sao. Tới hồi ngồi lại, ủa sao lúc này chị ốm nè, lúc này anh mập vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong nhà mỗi ngày, nhưng hình như mình không có mặt với nhau cho mỗi ngày. Và thậm chí là mình ăn cơm, có người không mở tivi thì mở báo ra đọc. Và thậm chí là mỗi người có một thế giới riêng, là mỗi người có một cái phone, rồi mạnh ai nấy nhắn tin. Nhiều khi mình chụp chung một tấm hình với nhau là mình quăng lên Facebook liền. Rồi chừng 2 phút sau là mình bấm vô mình coi coi có ai khen chê gì không, có ai thả tim không, có ai giục bông không. Rồi cái người kia mà nói trời cơm ngon rồi nha, à, cho tôi ăn với cái đấy, mời qua đây, hì hì hì. Mà mình rất là dễ hì hì với cái người ở trên Facebook, mà cái người đối diện là ăn lẹ đi, ăn lẹ cho tôi dọn. Mình sẵn sàng mình ngồi hàng giờ với cái người ở trên Facebook, nhưng mà hình như cái người đối diện ăn cơm với mình là mình hối ăn cho lẹ, ăn lẹ để tôi dọn. Nhưng mà mình đâu có biết là mình còn thời gian bao nhiêu với người đó. Thật nữa là đã về, đã tới. Tới ở đâu? Tới giây phút này, tới cái chỗ mà anh đang ngồi đây. Có một cái câu chuyện bên có một cái câu chuyện Tây Phương mới kể là có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông ba câu hỏi. Người nào là người quan trọng nhất? Việc gì là việc quan trọng nhất? Và giờ nào là giờ quan trọng nhất? Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó. Thì ông đi lên đó để mà ông hỏi.
Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều, và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất? Việc gì là người quan trọng nhất? Là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người? Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất. Cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó, thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là: bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói: dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết ba câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất. Cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất. Và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết đó. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa: sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có vị trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó, đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh vân vân. Cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta: tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại, tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật. Thực tập chánh niệm nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt. Thí dụ như mình nói: trời ơi làm biếng ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó: trời làm biếng ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình, cái mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng, và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy. Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối. Vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. Mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi sức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ. Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh, thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được. Hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên.
thì mình hãy sống như như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó, khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu, khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Chứ ở trong chùa cũng vậy, Pháp Hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào Pháp Hòa về thì phần lớn Pháp Hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương lắm. Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn. Mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người bốn mươi mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình, thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho nên khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết chân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane. Thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ, để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa, nó cứ lắc đầu, nó nói nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy, vậy nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều vô sợ là đúng đó. Nhưng mà trong cái thực tập của Đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt. Cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được, và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent. Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào,
để cái bệnh đó nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nó nước nó quá đầy, dừng đi, có thể ngưng 2 ngày không tưới để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi thì cái mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi, khỏi tưới. Không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa, vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngưng, đâu có ăn nữa. Hễ đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì? Nó đường nó quân bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng. Nên là mình không khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi người ta kêu là đường lên. Mẻ đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thật ra có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình. Như mình đường mà nó quân bình vậy, hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về, đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta, từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh á, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết. Và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền, tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh nghiền. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo để giải quyết những cái cơn nghiền của mình. Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có, cái này sanh vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái nguồn tâm an tịnh của mình.
Cho nên trong nhà Phật có câu bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường. Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn, mệt ngủ. Mình không cần giàu nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu, mình muốn cái nào? Không, vì cái phước mình không có cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vì cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Nói giờ. 90 tuổi là nói phút. Hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à. Mình bây giờ mà qua tới 82, 83, 84 mà còn được như thế này là biết là một món quà. Bonus. Cho nên đã về đã tới. Mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được, đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình, cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắt ngó mình hoài. Thật sự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Trở thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn á, ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó, mà ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó. Có đôi lúc đó, ăn năn hối hận dữ lắm, rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à. Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái khác nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi ngài Địa Tạng phải cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái nó sao em vô lại. Nhọc lòng ngài Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên ngài Địa Tạng là tâm, ngài Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng.
Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Tương đương cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục. Chờ hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ngợi khen địa tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố. Giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, đó là minh châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tích trượng là tâm vững chắc, minh châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích á, cũng thăm á. Có nhiều khi ngày thăm địa ngục 2-3 trận, thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn. Chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Rồi người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trên được không mà lo nói tiếng. Và còn như nếu như mà mình lo là mình lên trên không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc đó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt. Chứ ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thật cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác. Nhưng mà cái, thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? Là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn, là tâm họ bình lặng. Vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo.
Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng: thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời: bình thường tâm là đạo. Nhưng mà thường, bây giờ mình nghiệm lại coi, một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều? Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình, mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó, nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình, thôi là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói: chị biết không, trời ơi, tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó chỉ giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không, ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là: chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn chúng ta có. Niết Bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là Niết Bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có. Nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%. Toàn là Niết Bàn bạc tham, không có nước Niết Bàn phun tham. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, ngài vẫn sống như chúng ta, ngài vẫn đi khất thực như chúng ta. Ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho, không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắt với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, trời, cái cô này nè, nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bác, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bác là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để làm chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để làm chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa này ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á: như con ong hút mật, chỉ hút mật của ong mà không làm hại hoa. Tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành, người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện: một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngày một cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative,
thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư. Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền, làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường người ta nói hạ thủ, tức là đưa cái tay mình xuống để chặt. Nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận, ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục, để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng quân, trung quân, hạ quân tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần, sáng, trưa, chiều. Một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên, cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người. Như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ. Có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung trung, trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu, người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ Hạ Nguyên, tụng kinh cầu nguyện, thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm à. Còn nếu theo cái lý bình thường là
anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi, anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ hưởng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết, thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn hạ nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiêng gạo nữa nổi nữa đâu, thì thôi cầm chổi quét nhà. Mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa, cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa, hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu, mà thậm chí có tiền của cho nó chắc gì nó giữ đủ, mà thậm chí nó còn nói nhiều đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất. Mình để lại cho con tiền của, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đồng cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng, những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi cái mái gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục. Thì khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi. Mà nếu chúng ta có được cơ hội mỗi người một góc để yên tĩnh một thời gian để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tĩnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. Đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình, bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu. Mình phải tự người làm, mình tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được băng bỏ.
Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc, nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa? Cho nên bệnh thì có thể chữa mà tật thì khó, thậm chí là không nữa. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta, nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Và thực tập tốt nhất là mỗi người phải tự trở về, nhận diện mình như thế nào để từ đó giải quyết. Người thiện là thế nào? Thiện là chúng ta biết làm những gì mà có tính cách tăng ích cho người khác. Còn ác là chúng ta làm những gì tổn giảm cho người khác. Pháp Hòa ví dụ, có đôi khi mình không phải tổn giảm cho ai mà chúng ta làm tổn giảm cho chính mình. Ví dụ mình có sức khỏe tốt, không biết giữ, mình dùng những cái thứ có thể làm tổn hại sức khỏe của mình. Như vậy mình có xấu với cái bản thân mình hay là bộ đồ lòng của mình trong không? Tim gan phèo phổi đang tốt vậy cái đem những thứ hại nó, đó là tổn giảm. Mà cái gì tổn giảm gọi là ác? Chữ ác không có phải là khi nào mình giết người cướp của. Chữ ác nghĩa là khi nào chúng ta làm việc gì mà có tính cách tổn hại mình, tổn hại người, tổn hại cả hai. Thí dụ như lễ kỷ niệm chùa Quang Thiện 20 năm, Hòa Thượng có thể chỉ tổ chức một buổi đại nhạc hội hay một buổi tiệc, một buổi lễ hành chánh mừng đủ rồi. Nhưng mà Ngài có thưa, hồi nãy Ngài có nói với mình đó, hồi sáng này Ngài tạo cái lễ cúng dường trai tăng, gần 200 chư tăng ni về tham dự, để cho tất cả mọi người có cơ hội tác pháp cúng dường tạo phước. Chiều hôm nay chúng ta ngồi đây nghe pháp để tăng tuệ. Vậy trong một buổi lễ này thôi mà Ngài đã tạo cho chúng ta hai nguồn phước tuệ. Cái đó gọi là thiện phải không? Mình tổ chức lễ cúng dường trai tăng, mình tổ chức, gia đình mình lên xin thầy trụ trì cho tổ chức lễ. Có Phật tử nào nghe có cúng dường trai tăng, xin được hùng vô trong đó bằng mọi hình thức. Thậm chí tới giờ chư tăng lên dự, các vị đem tứ sự lên cúng dường, mình vẫn có phước như thường. Đừng có cản trở, nói không, bữa nay là ngày của gia đình tôi. Mình cúng dường là mình phước trực tiếp, nhưng mà mình còn mở cửa cho các vị người ta gieo duyên phước. Làm ăn vậy lời quá rồi. Mình bonus mà. Lẽ ra là chỉ mình được phước thôi, mà người khác tạo phước để mình cũng được hưởng một phần, là mình tạo duyên cho người khác làm phước. Mình có xe mình đi chùa là mình có phước, nhưng ghé đâu đó đón thêm người đi chùa dư phước. Cái đó là thiện đó. Mình đứng mình rửa cái chén của mình rồi, nhưng người khác ăn xong mình nói bác đưa cho con rửa cho, sẵn tay con rửa cho bác. Đó là cơ hội tạo phước. Mà người làm được việc đó là người có trí tuệ. Gọi là người có trí tuệ gọi là quán. Mà người làm được việc thiện cho người lớn tuổi là thiện. Lúc nào quý vị cũng sống bằng ánh sáng của quan thiện. Đi chợ thấy bà cụ cũng biết là bác đó cùng đường với mình đó, nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình làm sao mình quay xe trở lại mình đón bác. Hồi nãy Pháp Hòa thưa là trong kinh nói ánh sáng của ngọn lửa, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời và ánh sáng của trí tuệ. Và ánh sáng của trí tuệ chính là hào quang. Cho nên Phật ngồi đâu cũng phóng hào quang.
trước khi Phật nói kinh, Phật phóng quang. Tại sao? Vì mỗi lời Đức Phật nói ra, hay là cái bài pháp đó Phật sắp nói, chắc chắn có lợi cho nhiều người. Cho nên cái lời nói đó được phát xuất từ trí tuệ, mà biểu tượng qua cái hình ảnh là Phật phóng quang. Và mai mốt quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe cái chữ là Phật phóng quang sắp sửa nói kinh gì đó, thì đừng có tưởng là Phật xèo xèo xẹt xẹt để mà gọi là phóng cái quang, mà ở đó muốn nói cái ý rằng Đức Phật đang chuẩn bị vận dụng tuệ giác của Ngài để chuyển tải lời dạy của Ngài đến cho người khác. Người mà nói mà có sự tinh tường tế nhị lời nói của người đó, người khác nghe thông thấu. Chẳng những thông mà phải thấu. Có nhiều khi mình nói xong ta nghe trời ơi nó nói nghe không thấu. Có nhiều khi nói nghe bể lỗ tai, nói nghe thấu trời. Không thấu tai mà thấu trời. Nghĩa là xa như vậy mà vẫn còn phải ngán với cái lời nói đó. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy làm sao mình ứng dụng được đạo hạnh pháp tu của hai chữ quan thiện. Chùa nào cũng mang ý nghĩa hết. Bất cứ chùa nào đặt cái tên là phải có nghĩa. Bởi cho nên Phật giáo đặc biệt là đặt tên chùa và đặt pháp danh. Đặt cái pháp danh là vì muốn cho người Phật tử đó nương vào cái pháp danh đó để sống với cái pháp. Danh thì có rồi đó. Danh là Phật tử và Phật tử ngũ giới. Danh là Phật tử thập thiện. Danh là Phật tử Bồ Tát. Nhưng mà mình có sống được với cái pháp đó không? Mình sống được với cái pháp của cái danh mình mới gọi là pháp danh. Mà trong mỗi cái tên nó có cái pháp để mình tu. Pháp và ví dụ, vị đó tên là Diệu Nhẫn. Vậy cái pháp tu của vị này là gì? Nhẫn. Diệu Thiện là pháp danh, là cái pháp của vị này tu là thiện. Mà thiện là gì? Là tăng ít, ác là tổn giảm. Định nghĩa đơn giản hai chữ thiện ác thôi. Hễ chúng ta làm thiện tăng ít cho người, chúng ta làm xấu thì tổn giảm cho người. Cho nên chiều hôm nay Hòa Thượng là người khởi xướng, cộng với toàn thể ban Phật tử ở chùa, đã tạo nguồn phước, tạo nguồn tuệ. Mà hai cái đó chính là hai cái điều căn bản mà người Phật tử chúng ta cần có. Mà trong cái phước nó đã có cái tuệ. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, mình thấy một bác cầm cái chén run run tới cái chỗ sắp sửa đi rửa chén, nhận ra điều đó, không bỏ cơ hội làm phước. Mà nhiều khi mình bác đó nói thôi thôi để tôi rửa, mình nói sao cho người ta nhẹ nhàng, ta đưa chén cho mình rửa. Bác đừng có ngại, sẵn tại sẵn con đang nước đây, con đang giơ tay đây, con rửa luôn cho bác. Nói mà để làm phước mà còn sợ người ta ngại, cái phước đó mới trọn. Có nhiều khi mình chưa ăn mà thấy người ta đói quá, mình ăn ngon lành quá mình nhường, mình tay ngại, chị đừng có lo tôi ăn rồi. Mà thiệt sự là bụng mình cũng đói. Mà thậm chí mình còn nói để người ta ăn một cách thoải mái, đừng chờ tôi ở đây mà lo gì. Mà rốt cuộc tôi rất là lo. Lo lát chị ăn hết. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta đã ứng dụng cái đó một cách rất nhẹ nhàng, mà chúng ta chưa hề đề cái đó là Phật Pháp. Nhưng chính đó chính là Phật Pháp. Từ đó quý vị sẽ thấy Phật Pháp ở đâu. Phật Pháp ngay trong cuộc sống của mình. Mà người nào sống được như vậy, người đó là Đạo Phật. Người đó là Đạo Phật. Vì Đạo Phật không phải là chỉ lý thuyết. Đạo Phật không phải chỉ là đề cao những lý thuyết, mà chúng ta thiếu những con người đệ tử biết thực hành. Không phải là một cái philosophy, mà cũng không phải là một cái philosopher.
Mà Phật giáo Buddhism là gì? Là practitioner, người thực tập. Mình có lý thuyết, mình có người thuyết trình, nhưng mà quan trọng hơn là người ứng dụng pháp. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa có nhắc, có ba dạng người đệ tử thờ Phật: nhân thờ Phật, thiên thờ Phật, đệ tử thờ Phật. Người thờ Phật là đi ngang thấy có cái bàn thờ, hỏi anh đạo gì? Tôi đạo Phật. Nhưng mà ngoài ra là không biết gì nữa hết á. Đạo Phật chấm hết. Cái đó là nhân thờ Phật. Nhưng mà người thờ Phật giảng vậy nhiều không? Nhiều lắm. Còn thiên thờ Phật, nhà bàn Phật rất đẹp, rất mắc tiền, hoành tráng lắm, chuông mỏ cũng để đầy, kinh sách cũng để nguyên tủ, nhưng không có ứng dụng, có tu, không có tụng gì hết. Đi đâu thấy kinh gì cũng thỉnh, về cất đầy tủ vậy đó. Áo tràng không biết mặc tụng được mấy bữa mà không có thiếu. Áo tràng bảy vạt, áo tràng tay rộng, áo tràng thiêu tên, áo tràng thiêu logo, áo tràng giải ở Đài Loan, áo tràng giải KT, áo tràng giải giày, mặc cho thôi. Đó là thiên thờ Phật. Còn đệ tử thờ Phật là thờ Phật, hiểu Phật và ứng dụng những gì Phật dạy. Đó mới gọi là cái cuối cùng đó. Ba dạng người thờ Phật. Nhưng mà cái người thờ Phật ta không phải là người ta cố tình, nhưng mà có những người, người ta chỉ là biết ta đạo Phật rồi, người ta thỉnh Phật về, người ta để người ta thờ thôi. Hay thậm chí người ta thờ là để người ta nghĩ rằng Phật là một cái vị có thể ban phước giáng họa. Hay là có chuyện gì người ta khổ, người ta tới cúng cầu. Hoặc là người ta có gì cúng, người ta để lên người ta cúng. Nhưng mà lúc mua thì rất là xanh, rất là cứng, trái nó còn chưa chín. Để đến bàn thờ chín là thỉnh xuống liền. Thậm chí có nhiều vị mua nguyên nải chuối để bàn thờ vậy đó, mà cứ ngày bẻ ăn trái xuống vậy đó. Đi làm lấy ăn trái, đi làm lấy ăn trái vậy đó. Hai tuần hết nải chuối, Phật còn cái cùi. Biến cái bàn Phật thành chỗ vú nải chuối. Thì cái đó thật thử người ta không phải cố tâm, người ta không có cố tình, người ta bất kính vậy đó. Nhưng người ta không hiểu gì hết, người ta không có hiểu gì hết, người ta chỉ biết là thờ Phật cầm cây nhang xá xá vậy. Cho nên nhìn ta, nhìn cái người cắm cây nhang biết này là đệ tử thờ Phật, đệ tử cúng Phật, thiên cúng Phật hay là người cúng Phật. Người cúng Phật là người ta cầm cây nhang, người ta lại xá xá, người ta chọt vậy, không có cấm mà chọt. Miễn sao cây nhang dính vô cái lư hương đó thôi. Cũng giống như đánh tài xỉu vậy. Còn nếu mà thiên thờ Phật thì người ta làm hoành tráng, cũng giống như mình lễ Phật, một cách rất cung kính, nhưng mà tâm không có. Cái đó gọi là ngã mạn lễ. Hay là thấy có người là mình lễ tha thiết, đó là cầu danh lễ, chứ chưa phải là chí tâm đảnh lễ. Cho mỗi ngày mình tụng kinh mình đọc chí tâm đảnh lễ. Đảnh là đây nè, đảnh là cái đỉnh của mình nè, lễ là lại lấy cái đỉnh đầu này mà lễ Phật. Lễ sao mà cái đỉnh này rạp xuống đất kêu là đảnh lễ. Chữ đảnh là vậy đó, chữ đảnh là cái đỉnh mà chúng ta lấy cái đầu chúng ta lại xuống gọi là đảnh lễ. Mà đảnh lễ một cách tha thiết chí thành gọi là chí tâm. Tâm này bây giờ không có cái khác, một mực hướng về đó thôi, gọi là chí tâm. Còn mình lễ nhưng mà mình còn ngó tới ngó lui là chí mén. Ta có chí mén với chí đực. Phật tử là chí tâm. Cho nên biểu tượng của chí tâm, hai tay phải chấp. Không biết anh đánh thành tâm làm sao mà tôi thấy anh chấp tay là tôi biết, tôi tự nhiên mình nghĩ anh này tha thiết tâm thành. Biểu tượng mà. Cho nên cái này là cái ấn, cái bàn tay mình để biểu lộ. Cái bàn tay mình gọi là thủ ấn. Thủ là tay. Mình thể hiện cái nào đó gọi là thủ ấn.
nhưng mà nó biểu lộ từ trong tâm. Ví dụ nãy giờ Pháp Hòa cũng xài thủ ấn đó, trong tâm tôi nghĩ vậy đó. Anh kia như vậy đó, chị nọ thế kia đó. Thành thử ra khi mình chắp tay là một thủ ấn. Thí dụ mình bước vô chánh điện, thấy người đang nhắm mắt chắp tay, đừng có nói lớn, người ta đang cầu nguyện. Cái người người ta đứng ở một cái thế đó thôi thì tự nhiên nó thu nhiếp mình lại. Người đó đang chí tâm, tự nhiên mình cũng phải chí tâm theo người đó, bằng cách là tôn trọng sự yên tịnh cầu nguyện của vị đó. Cho nên cái tay mình nó là một cái thủ ấn. Đức Quan Âm hay là Đức Phật, khi người ta phát họa những cái bức hình, hay là thời của Đức Phật, Đức Phật muốn biểu lộ một cái gì đó, thí dụ Phật sắp sửa nói pháp, Phật đưa bàn tay lên thì tất cả giữ sự im lặng chú tâm, vì đây là bàn tay chuẩn bị chuyển pháp. Ví dụ như Phật tử đó, người ta mang thức ăn đến cúng dường, Đức Phật biểu lộ cái bàn tay nhận cái cổ cúng dường bằng cách đưa bàn tay ra chạm vào trong món ăn đó, thì cái người đệ tử đó cảm nhận là Đức Phật đã tiếp nhận cái món cúng dường đó. Cho nên Ngài dùng cái tay để Ngài biểu lộ cái tâm của Ngài đối với người Phật tử. Cho người thờ Phật, thiên thờ Phật, đệ tử thờ Phật, khi mà chúng ta nhìn vô đạo tràng, nhìn vào cái sinh hoạt của một ngôi chùa, mình thấy sự phát triển, sự an tịnh của ngôi chùa đó, mình cũng hiểu được cái nội tình của những thành viên trong nội bộ đó đã sinh hoạt với nhau như thế nào. Ví dụ như quý vị thấy một ngôi chùa mà 20 năm phát triển, thì suốt 20 năm đó biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng rồi các vị đã ứng dụng cái gì để duy trì được đạo tràng đó sinh hoạt tiếp tục. Trong một gia đình cũng vậy. Bây giờ mình nhìn lại coi, cha mẹ mình sống được với nhau 30 năm, 50 năm. Mình hỏi ba mẹ coi, ba mẹ hạnh phúc vậy, có bao giờ ba mẹ buồn phiền nhau không? Có chứ. Nhưng mà ba mẹ biết làm gì? Biết điều chỉnh. Biết điều chỉnh. Có nhiều khi bình thường hai người đi kè cầm tay nhau đi khoảng giữa, tại vì lúc đó đang hạnh phúc cho nên chia hai đường đi cho nó song song. Nhưng bữa nào không hạnh phúc nhau lấn. Cuộc sống của mình cũng vậy, nếu mình thích người nào là mình nép qua bên để người đó đi cùng, thậm chí ngoắt lên đi chung, thậm chí nhường. Nhưng mà không thích rồi nên ngang đình một đường mình đi vậy đó. Nó biểu lộ hết từ cái cách sống của chúng ta. Cho nên á, trong kinh á, có đưa ra 6 điều để biểu lộ rằng ngôi nhà đó đang hạnh phúc, ngôi chùa đó, đạo tràng đó đã ứng dụng 6 cái này để điều phục những khó khăn, duy trì được đạo tràng được tốt. Quý vị nghe 6 điều này Phật dạy, rồi mình cũng sẽ không phải chỉ ứng dụng trong chùa, mà mình ứng dụng luôn cả ở trong gia đình của mình. Rồi vị nào mà đến chùa sinh hoạt thì dụng 6 cái này, để mình thấy rằng dụng 6 cái này chúng ta làm cho ngôi chùa được tốt. Nếu chúng ta là người đệ tử thờ Phật, không phải là nhân thờ Phật, cũng không phải thiên thờ Phật, mà là đệ tử thờ Phật. Cũng giống như có 3 dạng người làm Phật sự: Phật tử làm Phật sự, ma làm Phật sự, thiên làm Phật sự. Có nhiều khi thiên làm Phật sự là sao? Làm, nhưng mà muốn phô trương, muốn khoe khoang, muốn cầu danh, đó là thiên làm Phật sự. Còn ma làm Phật sự là sao? Vô không làm gì hết, chỉ gây thôi, tạo phiền phức cho nhau thôi. Còn Phật tử làm Phật sự thì đây là những điều mà chúng ta có thể làm.
từ những cái này nó mới phát ra được cái thiện. Trong sáu cái này quý vị sẽ thấy nó có cái ánh sáng của thiện, nó có ánh sáng của tuệ. Bất luận trong trường hợp công khai hay thiêng liêng hay riêng tư, đều phải lấy hành động từ ái mà đối đãi với các bạn đồng tu và đời sống phạm hạnh. Chúng ta ứng dụng cái điều gọi là hành động từ ái trong đời sống thiêng liêng hay là đời sống phạm hạnh của mình. Ví dụ như những Phật tử tại gia, mình có gia đình, mình sống một cuộc sống lương thiện, lành mạnh, không tạo những khổ đau cho người thân của mình, cái đó cũng có thể gọi là một đời sống phạm hạnh. Là phạm hạnh là gì? Hạnh sống thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là chúng ta có gia đình, có chồng, có vợ, có con, có gia đình, và không làm những việc gì có lỗi với gia đình, không làm cho gia đình thêm rối rắm bằng những cách sống sai quấy của mình, thì vẫn gọi là đời sống phạm hạnh. Một Phật tử vào chùa làm công quả phải hành xử với nhau như thế nào để biểu lộ rằng đây là những người đồng tu đang sử dụng hành động từ ái với nhau trong đời sống thiêng liêng. Thưa đại chúng, đời sống với gia đình mình là đời sống giữ mức độ hạnh phúc gia đình vợ chồng, đó là đời sống phạm hạnh. Còn khi chúng ta đi vào chùa, chúng ta làm công quả thì gọi là đời sống thiêng liêng. Tại vì ở nơi đó những người sống và đối với nhau rất thiêng liêng. Thầy như người cha, cha này là cha tinh thần. Những khổ lụy gì chúng ta đến tâm sự chia sẻ với thầy, và chúng ta đối xử với nhau như thế nào để người ta bước vào cái chỗ đó, người ta feel được, người ta cảm nhận được một cái không khí tịch mịch của chùa viện. Cho nên thường á, chùa hay tạo cảnh trồng cây, trồng hoa, tạo hình ảnh Phật, làm thác nước, làm hòn non bộ, tạo những cái cảnh để làm chi? Để cho Phật tử bước vào cảnh trí, làm cho người ta cảm nhận một cái gì đó tĩnh lặng, thiền vị mà người ta muốn ở lại để tĩnh lặng tâm hồn. Chùa không có mở nhạc rock, không có ai mà mở nhạc xung quanh, tại vì những cái đó là người ta không, người ta khi nào có những buổi gây quỹ hay là những cái chương trình gì đó cho đại lễ thì khác. Còn bình thường, thường nhật của chùa thì ở chùa mở kinh, mở tiếng chuông đại hồng, hay là tạo những cảnh, và thậm chí mình nghe tiếng chuông hòa lẫn với khói trầm, tự nhiên làm cho lòng của mình tĩnh lặng. Có nhiều khi sau một cái buổi đi làm mệt mỏi ở chỗ làm, mình tấp xe mình vô trong chùa, thắp cây nhang ra xong kiếm chỗ ngồi, buổi chiều tĩnh lặng, yên vắng, tự nhiên làm cho tâm mình lắng xuống. Cho nên tất cả những cái hành động của chúng ta, tại sao không làm mạnh? Vì chúng ta muốn tạo cái cảnh yên tịnh. Cho nên chùa hay để cái chữ nhắc nhở mình đó, đi nhẹ nói khẽ, nhất là vào chánh điện. Quý vị nào vào chánh điện nhớ đừng có làm ồn. Ngồi chờ tụng kinh, chờ nghe pháp, đừng có nói chuyện. Tại vì chúng ta cần sự tĩnh lặng trong chánh điện. Nhất là những người người ta có tâm muốn vào chánh điện để ngồi tịnh, ngồi niệm Phật, thì mình nên giữ cái không khí đó để hộ trì, trợ duyên cho các vị có tâm đó. Cho nên bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều phải lấy hành động từ ái mà đối với nhau. Vợ chồng cũng vậy, công khai cũng đối với nhau vậy, mà riêng tư cũng phải có hành động với nhau như thế. Hạnh phúc nó mới có, gia đình nó mới có, và đạo tràng ngôi chùa đó mới có. Nhiều khi không có ai hết trơn là thôi, quá chừng quá đất. Mà còn có người cái mình biểu lộ như là không có chuyện gì xảy ra. Cái đó cũng không sao, nhưng mà lâu ngày dằn đâu có nổi. Nó đang cố gắng che lấp,
phải không? Bữa nào thế, ta nói đi đêm có ngày gặp ma. Bữa nào đang đóng tuồng riêng chỉ có hai đứa mình thôi nhé, thì thế nào cũng bị người khác thấy và bắt được. Và trong cái đóng kịch đó, người ta vẫn thấy được những cái gượng gạo, những cái không tự nhiên. Cho nên thà mình tự nhiên với nhau mà trong cái từ ái, đó là điều thứ nhất chúng ta nên làm. Và có Phật tử ở đây đã làm, cho nên ngôi chùa mới được yên thấm phát triển cho tới bây giờ. Và quý vị nhìn vào một cái ngôi chùa mà một cái cuộc lễ mà nguyên một cái ban tổ chức là mình biết không phải đơn giản. Tại vì cái gì mà có hội họp á, tức là phải có bàn thảo, và bàn thảo là sẽ có những cái ý kiến đồng và không đồng. Vậy mà tất cả cuối cùng mọi thứ đều đề huề với nhau hết. Cho một ngôi nhà, một cái gia đình nào mà đông con đó, mà cha mẹ nói mà các con răm rắp hết trơn là biết cha mẹ ngon lành lắm đó. Điều hành các con giỏi lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên từ đó mình mới thấy được, nhìn vào cái đoàn thể đó, mình biết được đoàn thể này đã làm được việc thứ nhất là đối với nhau, dù ở giữa chốn đông người hay những lúc riêng tư, cũng đối với nhau bằng hành động từ ái. Điều thứ hai, bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều lấy ngôn ngữ từ ái mà đối với người bạn đồng tu, đời sống phạm hạnh hay đời sống thiêng liêng. Vợ chồng cũng thế thôi. Cho nên á, mình có một cái lễ gọi là phu thê giao bái. Hai vợ chồng xoay lại với nhau, chào nhau một lễ. Giây phút đó là vợ chồng bái nhau, lại nhau, để gọi là tương kính như tân, kính trọng nhau như một người bạn, một người khách. Phật tử gặp nhau có xá kiểu đó không hà? Có không? Có. Mình gặp chư tăng mình cũng xá như vậy, gặp Phật tử cũng phải xá như vậy, và tất cả chúng ta gặp nhau đều phải xá như vậy. Tại vì tất cả mọi người ở đời, vợ chồng gặp nhau ngày đầu hai tay chắp lại tương kính như tân. Và dĩ nhiên là không có cần phải mỗi ngày gặp nhau cái. Nếu mình là người Phật tử biết tu, làm vậy cũng đâu có sao đâu. Bây giờ mình biến cái quyến thuộc phàm phu thường tình trở thành quyến thuộc bồ đề. Chồng vợ là những bờ người bạn đồng tu. Đức Phật có nói bài kinh á, chồng vợ phải có bốn cái đồng thì mới thành tựu được. Đồng tín là cùng một niềm tin. Đồng giới là cùng thọ giới tu hành với nhau. Đồng thí là cùng phát tâm tu bố thí giúp đỡ cùng với nhau. Đồng tuệ là cùng sự hiểu biết với nhau. Vợ chồng có bốn cái phải đồng: đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ. Chữ tín là niềm tin. Hai vợ chồng cùng niềm tin dễ hơn. Ví dụ như giờ vợ thích đi chùa, chồng không thích, thì bây giờ bà vợ có đi nữa cũng yên tâm, tại biết có người không thích ở nhà. Rồi đi cũng không có thoải mái, ở chùa cũng không có tự do, lật đật phải đi về. Thành ra nó mới cùng một niềm tin. Ngày hôm qua có một Phật tử viết một câu hỏi thương lắm: con đi chùa mà chồng con không thích, không cho tụng kinh, không cho thờ Phật, vậy con phải làm sao? Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà vợ chồng mà cùng đồng với nhau được cái đồng tính, và cùng phát tâm quy y thọ giới với nhau. Ví dụ như giờ mình thấy vợ phát tâm ăn chay, mình biết là điều tốt. Lâu lâu mình cùng ăn chay với vợ để vợ khỏi cực. Cái người chồng đó là người đồng phát tâm, đồng tính, đồng giới. Mình ăn mặn cũng không sao, nhưng mà vợ thương mình, không muốn mình phiền thì vợ phải cực. Còn thôi giờ mình đã biết ăn chay đâu có tội, đâu phải là xấu,
Mà hơn nữa tháng có 4 ngày mà, thôi mình ăn với vợ luôn để cho vợ đỡ cực. Thì cái vị đó gọi là đồng giới. Và nhận biết được giống nhau cho nên gọi là đồng tuệ. Cùng giúp đỡ, cùng bộ. Thí dụ như vợ, người vợ chồng đồng lòng với nhau là mỗi năm gửi tiền về giúp đỡ gia đình bên chồng, bên vợ, rồi mỗi năm đồng phát tâm làm từ thiện, đồng vậy cái khỏi ai lén lút hết. Có nhiều khi chồng không phát tâm, vợ phát tâm quá cái không phải làm mà phải lén. Thành thử ra mình không muốn người kia sống bằng cái tâm niệm lén lút. Người ta không phải nói dối, nhưng người ta không muốn tạo cho mình khẩu nghiệp, người ta không muốn tạo cho mình cái lỗi phỉ báng, cho nên người ta làm cho người ta không có nói dối. Rồi cái nhiều khi người ta làm mà người ta sợ tội lắm, người ta nói chờ không biết vụ này có nó phạm vô nói dối không. Thành thử vừa làm phước mà vừa đi sám hối nữa. Tội nghiệp quá. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nghe những câu chuyện vậy cũng là thương lắm. Mà mình mới thấy rằng, mà càng nghe những câu chuyện như vậy và mới thấy thương Đức Phật. Thấy thương Đức Phật và phải thấy rằng Đức Phật quả thật là một bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là người có trí tuệ biết tất cả đời sống của chúng sanh. Ngày hôm qua có một cô, cô lại cô nói, con tới con muốn cảm ơn thầy. Mà con cũng có một câu hỏi con thắc mắc là thầy đi tu từ nhỏ mà sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết. Ý cô nói mà sao thầy bà tám quá đó. Tôi thắc mắc vậy đó, con nói con thắc mắc là sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết trơn. Mà có nhiều khi con nghe xong con khóc, con nói trời sao thầy nói con hết trơn trời. Mô Phật may là cũng không giận đó. Chứ có nhiều nghe người nghe xong giận nữa. Bậc Phật là bậc nhất thiết trí, là người có trí tuệ biết hết đời sống. Cho nên đời đạo chuyện gì đến Phật giải quyết được hết. Cho nên Đức Phật còn có hiệu là gì? Thế gian giải. Thế gian giải là bậc có khả năng giải tỏa mọi khó khăn khúc mắc của đời sống con người. Đời sống con người là nói chung, còn nói riêng ra thì đời sống ở trong đạo cũng như ngoài đời. Mà thưa đại chúng, đời đạo nó không có khác nhau nhiêu đâu. Mình chỉ đổi cái lớp áo bên ngoài chứ ruột rạ bên trong, tâm niệm bên trong chưa đổi. Người còn sân si phiền não, cạo đầu vô tu, có cái tướng vậy thôi chứ cũng bưng nguyên cục đó vô chùa đó, bưng nguyên lò lửa vô chùa đó, bưng nguyên cục tức vô chùa đó. Thành thử ra vô trong chùa rồi bắt đầu vung vẩy cho đó ra. Cho nên người nào mà sống mà có chuyển hóa được cái gì, cái ngôn ngữ từ ái, vợ chồng mà kính nhau rồi thì sẽ có cái đối xử khác. Cũng như thế ở trong Phật pháp, Phật tử mỗi lần gặp nhau cái hành động đẹp nhất là chắp tay chào. Mô Phật, chào sư huynh. Không có sư muội nha, huynh đệ thôi, một từ cho nó gọn. Muội nguy hiểm lắm. Chào sư huynh, chào sư đệ. Chữ đệ cũng được, chữ đệ cũng là em, không nhất thiết phải em trai. Một từ cho nó dễ nhớ. Mà tâm tư của mình là chỉ có hai chữ huynh đệ. Mình không có gọi cái từ khác để nó khỏi có sanh tâm tác ý. Gặp nhau là sư huynh sư đệ. Còn nếu mà không quen nhau, như quý thầy vừa gặp quý Phật tử, và chào đạo hữu. Đạo hữu là gì? Là người bạn đạo. Quý mình có thể gọi nhau là đạo hữu, có khi gọi là đạo lưu. Đạo lưu là gì? Lưu là một dòng sông, cùng đi trong một dòng sông thánh, cùng về một hướng. Cho nên mình gặp nhau, mình cung kính vái chào để biểu tượng cái gì? Sự cung kính. Cho nên đối với nhau bằng ngôn ngữ từ ái. Quý vị thấy trong chùa,
có giận nhau cỡ nào cũng không xài những cái từ gọi là quá đáng của thế gian. Còn ngoài đời á, mình thiếu tu xíu sự thực tập là thôi, giận nhau thì từ ngữ nào cũng có thể dùng, nếu như mà không có kềm chế được cái cơn tức giận của mình. Trong chùa thì khác, có tức giận cỡ nào đi nữa, bất quá là ông tôi rồi vậy thôi, chứ còn không bao giờ xài những cái từ nặng nề khác, đỡ lắm. Ngôn ngữ từ ái, bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều phải lấy tâm niệm từ ái mà đối với các bạn đồng tu, đồng sống, hay là đời sống phạm hạnh hay đời sống thiêng liêng. Hồi nãy á, là hành động từ ái, bây giờ là ngôn ngữ từ ái, thứ ba là gì? Tâm niệm từ ái. Đừng có khởi cái tâm suy nghĩ sai cho ai. Ví dụ như bữa đó chị đó đem gói xôi cho mình, bữa nay không biết có chuyện gì á, đem cho tôi gói xôi, tôi không nghĩ tốt vậy đâu. Phải nghĩ một cái vậy đã rồi tính gì tính. Nghĩ xong chưa đâu, khiều người khác nói nè, tự nhiên cho tôi cục xôi nè, không biết nuốt trôi không nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, mình khởi như vậy là ai là người bị cái hệ lụy của cái sự phiền não đó trước? Mình. Người kia có thật hay không chưa biết, nhưng mình luôn luôn mình khởi cái tâm niệm như vậy thì thật sự ra tu trong tập trong đạo tràng khó lắm. Sống chung cũng khó nữa. Ví dụ giờ tự nhiên bữa đó vợ mình về nấu ăn dọn đàng hoàng, cái tự nhiên chồng nghi ngờ, ông trời sao bữa nay tốt đột xuất vậy. Thấy không, vợ chồng mà sống mà ôm một cái hoài nghi cho nhau cũng là một cái khổ rồi, thì huống chi là chúng ta là những người sống chung một đạo tràng mà người kia đối với mình. Đừng có suy nghĩ xa vậy. Thí dụ thôi, người kia có như vậy thì cái chuyện đó lúc đó mình giải quyết. Còn bây giờ chuyện đó chưa. Đôi khi mình mong mỏi bạn mình thay đổi, biết đâu chừng người đó bây giờ đã đổi thay, họ sống mà họ biết nghĩ tới người khác hơn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thì suy nghĩ khác. Khi mà bước ở trong chùa, Pháp Hòa nghe người này gọi người kia, chị, anh, sao bữa nay không thấy anh chị đi chùa, có bệnh hoạn gì không? Pháp Hòa nghe và vui lắm, tại vì Pháp Hòa biết rằng Phật tử còn quan tâm cho nhau. Đi chùa mà thấy cô nọ móc gói xôi gói chè ra, bữa nay nhà tôi có dỗ, tôi nấu miếng xôi để lại miếng cho chị. Pháp Hòa đi ngang và nghe vậy và vui dữ lắm, tại vì Pháp Hòa biết Phật tử mình còn thương nhau, mình còn quan tâm cho nhau thì đạo tràng nó hưng thịnh. Người kia không đi chùa cả tháng trời, mình cũng chẳng quan tâm. Nhiều khi cuộc sống nó bận rộn quá, mình sống bằng cái thở riết nó quen. Nhiều khi cha mẹ cả tháng mình cũng gọi. Thưa đại chúng, nói thì Pháp Hòa cũng có cái lỗi. Nhiều khi đi lo giảng, đi lo Phật sự riết, mình cũng không có còn đủ thời gian tâm tư nghĩ gì về với gia đình. Nó toàn là đứa em nó nhắc không à. 19 tháng 12 vừa rồi là sinh nhật mẹ Pháp Hòa. Pháp Hòa kẹt bên này rồi, nửa đêm nhớ trực lại, cầm cái phone nhắn tin. Mà Pháp Hòa biết một cái lời chúc của mình thôi, mẹ cũng sẽ vui là vì mình còn nhớ. Cho nên mình sống với nhau mà cái tâm tư mình còn gửi cho nhau thì gia đình đó còn hạnh phúc. Cho nên hôm rồi có một em nó nói với Pháp Hòa, con biết là thầy biết, mẹ ba con biết con đi chùa, mà tuần nào
cái thời gian con là thứ hai đi đâu, thứ ba làm gì, thứ tư làm gì. Mà ba mẹ con không tin. Mỗi lần con đi là phải gọi FaceTime bắt con chiếu coi có thiệt là đi chỗ đó không. Con khó chịu quá chừng. Giống như ba mẹ không tin con vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói, thay vì con khó chịu, tại sao con không suy nghĩ rằng những cú phone như thế này con không còn cơ hội bao nhiêu nữa đâu. Tại vì cha mẹ thì mỗi ngày mỗi già, và thậm chí già nua bắt đầu sanh bệnh, mà có cái bệnh lẫn là thua rồi. Nhiều khi con mà không biết tên gì thì đừng, chứ đừng nói là chết nữa. Còn sống sờ sờ đó mà mang cái bệnh lẫn, mang cái bệnh không còn nhớ gì nữa, thì mình có đứng trước mặt cũng không nhớ. Cho nên cái tâm niệm từ ái gửi cho nhau. Thường thường á, mỗi lần mà quý vị mà sắp sửa đi chùa, theo cái thông lệ của người Việt á, là đi chùa mình đem gì vô chùa nè? Bó nhang, phải không? Tấp vô chợ mua ít trái cây, thậm chí mua bình dầu, gói đường. Tại sao làm vậy? Đó là mình khởi cái tâm niệm gửi về chùa. Chùa thường xài những món đó, như là dầu, đường, muối, hay là trái cây, hay là gạo, nếp gì đó, vân vân. Thật sự ra những cái hình ảnh nó rất là đẹp. Hôm rồi có một Phật tử lớn tuổi đang lụm cụm chất hai trái cam trên bàn Đức Quan Âm Lộ Thiên của một ngôi chùa. Thì lúc đó con của bác đang đứng nói chuyện với Pháp Hòa, thì bà cụ đang lụm cụm để hai trái cam lên bàn Quan Âm. Trời ơi, Pháp Hòa đứng đằng xa mà cái hình ảnh nó đẹp quá chừng. Pháp Hòa mới khều hai anh chị con bác á, và chỉ: anh chị thấy cái hình ảnh nó đẹp không? Cái hình ảnh một bà già còn lụm cụm để hai trái cam trên bàn Phật này không còn đâu. Thời của mình là hết rồi. Thời của mình là không còn ai mà còn để, còn tha thiết chí thành với Đức Phật một cách như vậy đâu. Chỉ có các cụ nhà mình thôi. Chứ còn xin lỗi đại chúng là không tin, quý vị nghiệm lại coi có phải không. Mình đi chùa là mình theo cái kiểu của mình bây giờ thôi, chứ còn các cụ lơm khơm từng trái táo, trái cam. Có một bà cụ nhớ trong chùa bao nhiêu tượng, bao nhiêu bàn, bà đem đủ bịch cam để mỗi bàn trái. Xui cho bà bữa đó lễ Phật đản, chùa bày thêm cái tượng đản xanh nữa. Bà đi ra thiếu cam. Bà lại bà rờ đầu tượng chú tiểu: con ơi con, bà xin lỗi con, bữa nay bà không quên con. Thấy thương lắm. Những hình ảnh đó không hề bất kính. Ê, tại sao dám rờ Phật nói vậy vậy? Những hình ảnh đó không hề bất kính. Mà Phật mà cười được, Phật cười liền. Mà không chừng Phật cười mà nó nghe đó. Tại vì đó, trong lúc đó mình không nhận một trái cam, mà mình nhận cái gì? Nhận cái tâm của người đó. Cho nên ai đi đâu mà về mang cho mình một món quà dù thật nhỏ, hãy nhận cái món quà đó bằng cả trái tim. Vì sao? Họ đi mà họ còn nhớ mình. Cho nên người Việt mình hay nói là lấy thảo. Vì chúng ta đọc kinh cũng vậy. Hãy nhận cái ý Phật mà đừng có chấp cái lời. Cái đó gọi là gì? Đạt ý vong ngôn. Lấy cái ý mà đừng dính cái lời. Cho nên người Phật tử đạo, vợ chồng trong đời sống gia đình, chúng ta còn hành động từ ái, ngôn ngữ từ ái, tâm niệm từ ái. Đừng nghi ngờ nhau, đừng mắc mỏ nhau. Có nhiều khi người ta nói một câu mà mình bắt lỗi bắt phải, đó là tâm niệm mình chưa chan rãi. Cho nên tâm niệm từ ái. Điều thứ tư, những vật có được thông qua phương pháp chánh đáng, và dù chỉ là những vật nhỏ nhặt
nên vô tư cùng hưởng dụng với các bạn đồng tu trong đời sống phạm hạnh thiêng liêng. Hồi nãy mình nói ba điều: thân từ, hành động từ ái, lời nói từ ái, tâm tư từ ái. Bây giờ tới vật chất. Bây giờ chuyện của cải trong nhà Pháp Hòa không nói nha. Trong chùa này, đồ đạc trong chùa nó thuộc bốn thành phần. Một, chúng ta gọi là thường trụ, thường trụ. Sao gọi là thường trụ, thường trụ? Chùa, chiền, phòng, xá, nói chung là tất cả những gì thuộc cơ sở vật chất, nó thuộc về cái gọi là thường trụ. Thường trụ, thường trụ tức là nó không thể xê dịch. Về mặt vật chất nó không thể xê dịch, đó là gọi là thường trụ. Chữ thường trụ thứ hai là chỉ cho những người sống ở đó thì ở trong đó, không ai được xê dịch chỗ khác. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái chùa đây, thầy nếu mà mai này hòa thượng viện chủ có theo Phật, cũng ai dở này đi đâu hết, cũng là một ngôi chùa đây, rồi người sau tiếp tục và những người khác nữa ở trong này duy trì phát triển ngôi chùa này, chứ không dời đổi gì hết, không có dọn đi, trừ khi nào mình cần phải xây dựng. Cái này gọi là gì? Thường trụ. Thường trụ về cơ sở vật chất không dời, không được đưa chài. Điều thứ hai, thập phương thường trụ. Hồi nãy là thường trụ, thường trụ phải không? Thứ hai gọi là thập phương thường trụ. Thập phương thường trụ là thuộc về cái gì? Thức ăn, vật thực. Bây giờ quý vị mang một bao gạo vô cúng, thì trên bao gạo đó cũng không ghi là only cho chư tăng chùa Quan Thiện. Cái bao gạo đó nó thuộc về thập phương thường trụ, là chư tăng trong mười phương ai đến đây cũng có thể hưởng dụng cái bao gạo đó hết. Chứ không phải là tới giờ ăn nấu hai nồi cơm nha. Nồi cơm gạo ngon cho thường trụ, nồi cơm gạo dở cho khách tăng, không có chuyện đó. Cái đó gọi là thập phương thường trụ. Thí dụ bây giờ quý vị mang một dĩa trái cây, một bao gạo, thì tất cả những cái đó tới giờ ăn là tới chư tăng ở đâu đến ngồi đó ăn thì đều hưởng cái đó hết. Hai thứ. Thứ ba gọi là hiện tiền, hiện tiền. Hiện tiền, hiện tiền là gì? Là những cái vật dụng của những thầy đang hiện còn sống ở đó thuộc lãnh vực riêng tư. Ví dụ bây giờ ở đây có 5 thầy, thì 5 thầy đó có 5 cái bình bát hay là 5 cái áo lạnh để mùa đông quý thầy mặc, thì đó là hiện tiền, hiện tiền. Những vật dụng riêng của các thầy hiện tại trong ngôi chùa này sử dụng gọi là hiện tiền, hiện tiền. Nhưng mà mai mốt thầy đó không còn ở đây nữa, hoặc thầy đó qua đời, hay là thầy đó bệnh, bây giờ không thể sử dụng cái đó nữa, thì trường hợp đó gọi là thập phương hiện tiền, mang ra chia cho người khác. Bây giờ thầy đó tịch rồi, quá đời rồi, cái y, cái áo của thầy đó mang ra cho người khác, ai dùng được sử dụng. Ở nhà mình có làm kiểu này không? Nếu mà cái món đồ đó của con mình, của má mình, má mất rồi má không sử dụng thì đem ra cho con cháu, cho mọi người, thì cái đó cũng có thể là gọi là gì? Thập phương hiện tiền. Còn má đang sử dụng là hiện tiền, hiện tiền. Rồi bây giờ mình đi thăm má ở trong nhà của anh ba, mình mang bịch trái cây, không lẽ mua đủ một trái cho má ăn. Bây giờ anh ba nuôi má, anh ba có vợ, anh ba có con, mình lâu lâu tới thăm má nhà anh ba thì phải mua một bịch trái cây cả chục trái. Má ăn giỏi lắm 2 trái, 8 trái kia thì anh ba hưởng, gia đình anh ba hưởng. Thế có đó là thập phương thường trụ. Có phải vậy không? Như vậy thì đại chúng nhớ, ở trong một ngôi chùa không có cất đồ ai hết nha. Trời ơi, cái nồi mình nấu xong ghi tên, nồi này của bà ba, bà tư không đụng vô được. Cái này không phải như vậy. Chùa sắm nồi chảo, mọi thứ ai cũng có thể sử dụng. Giống như bộ chuông mỏ đó, bộ chuông mỏ đó
thập phương thường trụ đó. Ai tới tụng kinh cũng thỉnh được chứ, không dời đi thôi chứ còn sử dụng được hết. Thì thưa đại chúng, nói về vật của trong chùa có bốn cách như vậy. Thứ nhất là gì? Thường trụ thường trụ. Thứ hai là thập phương thường trụ. Thứ ba là hiện tiền hiện tiền. Thứ tư là thập phương hiện tiền. Thập phương hiện tiền là 10 phương có thể sử dụng một vật dụng của một thầy, nếu thầy đó bệnh không sử dụng được hoặc thầy đó qua đời. Ở đây tại sao xài chữ vô tư? Vô tư đem có nghĩa là ôi của ai cứ lấy đại khỏi cần hỏi. Chữ vô tư ở đây là gì? Chúng ta sử dụng mà không chia sẻ cho người khác sử dụng, mà không khởi một tâm ý. Không khởi một tâm ý là tôi thích người đó hơn, tôi để dành cho người đó, để lấy lòng, lấy tình cảm người kia. Cái thứ năm gọi là đức hạnh toàn khuyết, không có tì vết, không nhiễm ô, có thể mang đến tự do, có thể giúp ích cho đời sống thiền định, sống chung hòa thuận với các bạn đồng tu. Đức hạnh toàn vẹn. Ở trong kinh có nói á, một vị nào mà sống, nếu mà ở trong chùa đó, người này có thể thực hiện được một vài điều đây là có thể gọi là người có đức hạnh đó. Ví dụ như là người này ưa thích sự yên lặng, không thích sự ồn ào. Nếu có ồn ào thì tùy duyên phương tiện, chứ không phải tâm lúc nào cũng thích ồn ào và tạo những cái chuyện hay là những cái cơ hội để ồn ào. Điều thứ hai là người này tâm bớt ngủ nghỉ, bớt ngủ nghỉ mà tâm thường thiền định tu tập, không tập hợp nói những điều vô ích và không tự khen mình dù mình không có giỏi đến mức thế. Người nào mà có được một vài điểm như vậy đó gọi là người có đức hạnh. Và ở trong chúng á, cần những người đức hạnh để chi? Để thống lý. Ví dụ như giờ ở trong bếp thì cái cô trưởng bếp á, mà nếu cô trưởng bếp có đức hạnh, không có thích nói xấu nói tốt các chị em với nhau, luôn luôn có đủ khả năng hòa hợp kêu gọi lại với nhau, và không lỡ chị em có những cái gì mít lòng, vị này đều đủ khả năng khuyên giải để mọi người cùng ngồi lại với nhau. Không thích tụ họp gọi là nói chuyện tốt xấu. Và người này á, thích làm việc tĩnh lặng và không có làm những cái sự ồn náo. Tất cả những cái hình ảnh sự thực tập đó là một người gọi là người chị làm bếp có đức hạnh. Một người lãnh đạo cũng vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như giờ thầy trụ trì á, hay là một vị sư cô, nói chung là vị trụ trì đi, mà có một cái tính là hay mét với Phật tử. Chị này mới vừa tâm sự xong gọi bà kia nói: thầy trụ trì đó thế nào cũng có chuyện, vì không có ở yên, cứ gọi Phật tử ta nói cho mình nghe chuyện này chuyện kia. Cái gì mình khuyên giải là khuyên giải, chứ không có học tới học lui. Mà mình học tới học lui vậy thì không phải là cái đức hạnh mà cái vị lãnh đạo có thể điều phục trong chúng. Mà một lần thôi, chứ lần thứ hai đã nói thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nói cho cái anh đó, cái chị đó, thậm chí tôi không dám nói cho, tôi không dám tâm sự. Điều thứ sáu là điều cuối cùng là nên gây tạo và bồi dưỡng chánh kiến có thể cứu giúp hướng dẫn người thực hiện việc làm đoạn trừ phiền não. Dùng chánh kiến này để xử sự với các bạn đồng tu. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng. Trong đời sống của chúng ta đó, cái chánh kiến quan trọng lắm. Vì mình không có một cái chánh kiến thì nhất định sẽ có đưa tới cái chỗ gì? Không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy, lời suy nghĩ không đúng. Thấy không đúng thì nhất định suy nghĩ không đúng. Mà suy nghĩ không đúng thì sẽ đưa tới lời nói không đúng, gọi là không có chánh ngữ. Cho nên chánh kiến đưa tới chánh tư duy, chánh ngữ, và siêng năng tuyên truyền cái điều đó gọi là chánh nghiệp hay là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là siêng năng làm việc đó và không tạo một cái nghiệp xấu cho mình, gọi là chánh nghiệp. Cho nên đại chúng cẩn thận, nhiều khi một cái mà nó sai thì tất dẫn tới những cái khác nó sai chung.
Ví dụ như người đó có tà kiến, dẫn đến tà tư duy, dẫn đến tà ngữ, dẫn đến tà tinh tấn, dẫn đến tà nghiệp. Và những cái niệm định của vị đó cũng đi theo con đường tà. Chữ tà là lệch lạc, sai quấy. Chữ chánh là ngay thẳng, đúng đắn. Đó là sáu điều mà Đức Phật dạy trong kinh, gọi là sáu điều chúng ta cần làm. Mà Pháp Hòa hôm nay trích sáu điều này ở trong kinh để xác định, để cho chúng ta ứng dụng. Nếu chúng ta muốn dụng sáu điều này trong một gia đình hay trong một cơ sở đạo tràng, khi mình làm bất cứ việc gì cho chúng mà chúng ta ứng dụng được những điều này thì nhất định đạo tràng đã hưng thịnh. Đạo tràng đã hưng thịnh, ngày một phát triển tốt đẹp. Vì sao chúng ta làm điều này? Vì chúng ta muốn giảm cái xấu, tăng cái thiện bằng ánh sáng tuệ giác thực tập của chúng ta. Bây giờ quý vị sẽ thấy quan thiện không phải chỉ ở Ontario này, mà quan thiện là ánh sáng của sự tu tập ứng dụng được sáu điều này. Hành động từ ái, ngôn ngữ từ ái, tâm niệm từ ái, vật chất chia đều, sống có đức hạnh và có chánh kiến. Người nào có đủ sáu cái này, người đó sẽ đưa cái ánh sáng của thiện, chữ quang đó, ánh sáng là quang, ánh sáng của điều thiện, ánh sáng của sự tu tập ngày càng phát triển quang huy hơn. Thật ra mỗi Đức Phật có 12 ánh sáng, đặc biệt là Đức Phật Di Đà, phải không? Quý vị thường gọi Đức Phật A Di Đà, nhưng mà thật ra A Di Đà chỉ là một hiệu thôi. Ngài còn A Di Đà còn có hiệu là vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn nếu nói về quang thì Đức Phật có 12 ánh quang, nhớ không? Vô đối quang, nang tư quang. Trong cái phẩm Di Đà, mỗi lần tụng xong quý vị hay đọc đó: Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Tất cả những cái quang đó là biểu tượng của ánh sáng của Đức Phật. Mỗi Đức Phật đều đủ 12 quang. Bây giờ chúng ta trước khi phóng 12 quang, chúng ta phóng 6 quang này trước. Hành động từ ái, lời nói từ ái, tâm tư từ ái, những vật dụng chúng ta đồng đều chia sẻ với nhau, không có cất giấu, phải không? Rồi chúng ta hãy đem cái đức hạnh của mình cũng như chánh kiến của mình để hướng dẫn những người hậu học, những người đàn em của mình, để đưa một đạo tràng đi lên cái chỗ cao đẹp, hay là đưa một gia đình của mình đi tới cái chỗ hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ đại chúng nán lại một chút ha, chúng ta có vài câu hỏi cho vui. Nếu mà hết giờ mà chưa hết câu hỏi thì mình để dành ngày mai, tại vì Pháp Hòa còn nợ quý vị buổi sáng mai nữa. Trong bữa chay thường có món chao, nhưng trong chao có rất nhiều vi sinh, vậy mình có mang tội sát sinh khi ăn chao không? Chi tiết quá. Thưa đại chúng, ở trong tất cả các món ăn, trong cái quá trình mà biến chế thì chắc chắn sẽ có tổn hại đến một việc, một vật, một hay là cái việc gì đó, một con nào đó. Ví dụ như mình đặt trường hợp là trong chao. Nhưng mà quý vị biết rằng mình không có ăn chao nhiều được. Ăn chao nhiều có hại cho gan. Cho nên nếu mà ăn thì ăn chút cho vui thôi,
chứ không thể ăn nhiều. Và thậm chí mình không nhất thiết phải ăn chao. Có những vị bây giờ ta hiểu rồi, hoặc ta thấy là để bảo vệ sức khỏe là người ta cũng không dám ăn chao, trừ khi nào chao mình làm, mình không có qua một cái quá trình gọi là gây men nhiều. Thì trong bất cứ thức ăn thế nào cũng phải có. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không có tổn hại, gọi là mình có lỗi, nhưng mà trong cái lỗi nó rất nhỏ đối với vi sinh, chứ không phải tự mình cố giết, hay là mình gọi là cố giết hoặc xúi bảo người giết. Chẳng qua trong món ăn buộc lòng nó phải có cái chất đó để nó làm ra món ăn thôi. Bây giờ thấy Pháp Hòa nói trong quá trình tạo một cái hương cúng Phật, mình có phạm lỗi không? Cũng có vậy. Ví dụ như là mình tạo, mình xây bột, thì trong quá trình mình làm thế nào cũng có những con vi sinh nó nằm chết ở trong đó. Thì trong quá trình mình làm chao, trong quá trình mình làm các việc, thì thậm chí mình đốn một cái cây để mình tạo một tượng Phật. Thì nếu mà nói rằng cuộc sống tương đối thì chúng ta chấp nhận, phải đành. Còn nếu mà nói là tuyệt đối thì có lẽ chúng ta không dám làm gì hết. Giống như vừa rồi có một vị đề nghị Pháp Hòa là thầy không nên đi giảng nữa, tại vì thầy đi giảng như vậy là thầy sẽ đốt rất nhiều xăng của máy bay, là thầy làm nhiễm ô môi trường. Thì Pháp Hòa hỏi bây giờ nếu quý vị muốn, nếu mà muốn Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa sẵn sàng. Nhưng mà giờ trong cuộc sống này chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái tương đối. Nếu muốn làm việc này thì phải chấp nhận cái kia, chứ không thể nào có cái sự tuyệt đối được. Mà bây giờ quý vị nghĩ một mình Pháp Hòa mà giảm không đi xăng nó có giúp không? Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là chúng ta phải thấy là cuộc sống này là cuộc sống tương đối. Chứ còn cái sự nếu chúng ta đi tìm cái tuyệt đối thì chúng ta không dám làm gì hết. Tại vì việc gì chúng ta làm đều có cái phạm lỗi với người này hay là vật khác. Thưa Thầy, chúng con thường nghe nói giới định tuệ, xin Thầy hoan hỷ giải thích chúng con hiểu giới là gì. Thưa đại chúng, giới định tuệ đạo Phật gọi là tam vô lậu học. Đây là thuộc gì? Lãnh vực danh từ Phật học hay là pháp số, thuộc số 3. Tam là 3. Tam vô lậu học là 3 món học giúp cho mình tiêu mòn phiền não. Chữ lậu là lỗi lầm, là phiền não. Thì trong đó có giới, có định, có tuệ. Các tổ thường giải thích giới nghĩa là những giới luật mà chúng ta cần gìn giữ. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ mình lái xe, mình lái đúng luật thì tâm không có sinh sợ hãi, gọi là định. Vì không có sợ hãi, do chúng ta phạm luật, cho nên chúng ta lái rất bình tĩnh và lái rất sáng suốt. Đó, trong khi giữ cái điều luật là lái xe cẩn thận, không vi phạm luật, cho nên tâm định tĩnh và lái sáng suốt. Tâm định tĩnh là định, lái sáng suốt là tuệ. Trong việc làm của chúng ta luôn luôn có giới, có định, có tuệ. Ví dụ khác, mình đi ngang, mình thấy người ta để tiền trên bàn, mình nói chờ, cái này chắc nhờ đi chùa làm phước hơn. Mình có thể mình lấy, mình sắp sửa mình lấy bỏ vô túi là mình vi phạm giới, là ăn cắp nè. Nhưng mà một cái giây phút kế nó nói thôi không được, làm như vậy là phạm ăn cắp. Định nó nói, tuệ nó nói cho mình biết là không nên như vậy, dừng lại, không ăn cắp. Như vậy thì trong cái sắp sửa phạm giới, tuệ có mặt giúp cho mình giữ được cái giới. Cho nên trong giới có định, có tuệ, trong tuệ có định, có giới. Và đôi lúc chúng ta không cần nói mình giữ giới, tâm mình đủ định thì không cần nói vấn đề giới không giới. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là định cộng giới.
Định cộng giới là gì? Trong định nó có giới. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ Pháp mình không có cái tâm muốn ăn mặn, tâm mình định trước món, các món ăn mặn. Bây giờ mình có ngồi chung với người ăn mặn mà mình không hề khởi một chút gì thèm muốn trong vấn đề ăn mặn hết, định vô cùng. Nhưng mà không cần phải nói giữ giới, nhưng mà trong định có giới không? Có. Cái này gọi là định cộng giới. Không cần nói giới, vì tâm anh định thì không vấn đề gì hết. Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Câu chuyện này nghe hoài. Thầy kia đi ngang một con suối, thấy một cô té chân lọt xuống cái suối đó. Thầy sợ cổ chết, thầy ẩm cổ lên, rồi thầy để cổ xuống bình thường. Thầy này phạm giới không? Nếu với cái nhìn bình thường của mình là thầy phạm giới, là thầy va chạm vô thân người nữ. Nhưng mà trong lúc thầy làm hành động đó, nhưng cái tâm của thầy có khởi ý niệm là phạm giới, lợi dụng cơ hội để xúc chạm cô này không? Cái này gọi là định cộng giới. Khi thầy làm, tâm thầy rất định tĩnh, thầy biết rất rõ một người đang sắp sửa chết đuối, mình cần cứu là cứu thôi. Không đặt vấn đề nam nữ gì ở trong chuyện này hết. Vì trước mắt thầy là một người chết đuối, một người sắp chết, chứ không phải là nữ nam gì nữa hết. Thì giới là vậy đó. Nếu nói một cách khác, giới là gì? Là đạo đức. Giới là đạo đức. Người nào sống không vi phạm những điều sai quấy là người đó có đạo đức. Mà người có đạo đức thì tâm rất tĩnh lặng và trí tuệ rất sáng suốt, không sợ sệt gì cả. Cho nên gọi là giới định tuệ. Và thưa đại chúng, thông thường khi chúng ta thắp hương cho Phật, chúng ta thắp ba cây. Ba cây hương đó là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta thắp một cây? Bởi vì trong một nó đủ cả ba, cho nên không cần thắp hết đủ ba cây, một cây cũng được. Vì trong cây, một cây đó, một cây hương giới có hương định, hương tuệ trong đó. Pháp Hòa nói hôm nào mình đi freeway mà lỡ mình lái vô một cái con đường mà no enter, hồi hộp không? Sợ hãi vô cùng. Phạm rồi, vi phạm vào cái lãnh vực, lãnh phạm vi ta không cho rồi, là tâm bắt đầu mất bình tĩnh. Mà người mất bình tĩnh là lái quờ quạng vô cùng, sang len rồi tót mồ hôi trong xe rồi, mà sang len ẩu nữa, rồi bị mấy xe đằng sau nó bóp còi, nó làm rung beng lên hết, càng mất cái sự bình tĩnh hơn nữa. Cho nên chỉ cần một vi phạm một cái điều gì đó thôi là tâm tư mất bình tĩnh và không còn đủ sự nhận định sáng suốt xung quanh. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy để đại chúng thấy giới, định, tuệ. Mà giới là đạo đức. Thưa Thầy, kính xin Thầy giải đáp dùm con câu hỏi này. Nhiều người thời còn trẻ đã gây nhiều tội ác, hại nhiều người khác và nhiều gia đình. Đến khi già mới bắt đầu sám hối tu tỉnh để mong giảm nghiệp cho bản thân. Nhưng những đau khổ của những nạn nhân trước đây vẫn còn đó, không giảm, thì nghiệp của người gây ra có được giảm hay không? Thưa giảm, nhưng mà giảm cái nghiệp của tương lai, còn cái nghiệp đã tạo thì không giảm. Họ vẫn trả, nhưng mà cái tâm trạng trả nghiệp của họ không khổ giống như là tâm trạng của những người không hiểu luật lệ. Người hiểu nhân quả trả nghiệp khác, người không hiểu nhân quả trả nghiệp khác. Người hiểu nhân quả trả mà rất bình an, vì biết rằng đây là nghiệp của mình đã gây, thì đây là đến lúc phải trả. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa không có tiền, Pháp Hòa mượn cái bát đó 100 ngàn. Sau một thời gian quịch vô chùa Quan Thiện tu rồi, bà vẫn kiếm ra mặc dù cải trang
cải trang bằng cách là cạo đầu, mặc áo rồi đi nghiêm túc, không còn liếc như ngày xưa nữa. Nhưng bà vẫn nhận ra, bây giờ bà bắt trả. Thì bây giờ mình tâm niệm là thôi đúng rồi, thật sự bà này đòi là đúng, là vì mình có thật mang nợ của bà. Thì bây giờ ráng mà trả 100.000 này. Mà có ai hỏi muốn mượn nữa không? Dạ không. Tại vì tôi mượn nữa rồi tôi làm sao tôi trả. Thôi để tôi ráng tôi tìm tiền tôi trả từ từ cho bác này. Nghiệp quá khứ thì phải trả, nhưng không dám tạo nghiệp ở tương lai. Cho nên nếu nói là giảm cái tương lai, chứ không phải là giảm những cái mình đã làm. Còn nếu mà nói giảm có những cái đã làm là giảm cái gì? Giảm cái tâm niệm khổ đau. Vì trước kia không hiểu là trách dữ lắm. Thậm chí nói trời ơi trời, tôi tu mà Phật cũng phù hộ. Tôi vô chùa tôi làm công quả, tôi mong chùa tội rồi mà vẫn dắt bả vô đây đòi nợ tôi. Thiếu gì chùa ở đây, ông dẫn bả vô đây chi. Nếu mình không hiểu cái đó mình trách. Cũng như Pháp Hòa nói á, cái người kia hỏi rằng người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì vị Hòa Thượng mới nói rằng bất muội nhân quả. Nghĩa là người tu hành vẫn rơi vào nhân quả, nhưng giữa cái trả của người không hiểu biết và cái người có trí tuệ hiểu biết, hai tâm niệm nó khác nhau. Vì tâm niệm của người hiểu là biết, tôi có vay thì đây là đến giờ trả, nhưng mà tôi không dám tạo nữa. Và bây giờ cái người mà phục thiện không muốn tạo nữa bằng hình thức nào? Một thời kinh sám hối. Vì trong khi ảnh tụng sám hối là ảnh không đủ khả năng tạo những lời sám hối, thì các vị tổ đã soạn sẵn cái lời đó cho anh gia tâm anh vô đó. Và anh sẽ thấy rằng trời ơi, trên đời này có những người đã cảm nhận được cái lòng ăn năn của mình mới viết ra được những điều này. Và tâm tư mình duyên theo cái lời đó, để một giây phút mình khởi tâm ăn năn sám hối, trừ những cái tương lai, nhưng mà chấp nhận những cái hiện tại trả của cái quá khứ. Đừng có hiểu lầm là sám hối như vậy rồi. Cho nên quý vị nhớ nè, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Một cái tâm đó thôi. Hồi xưa tâm đó là tâm tạo tội, bây giờ lấy cái tâm đó mà sám hối là tạo từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tại sao là tâm tịnh tội tiêu? Hồi đó đó tôi có cái bệnh, ai để hở là tôi hốt, ai để kỹ là tôi rinh. Để hở là tôi rinh, mà để kỹ là tôi rình. Bây giờ tôi không còn có đồ ai để đâu, để đó y bon. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tâm tịnh rồi không còn muốn ăn cắp nữa, thì hàng hóa anh để đó có quý cỡ nào, có cỡ nào, tâm tôi không còn mong mỏi một chút nào muốn ăn cắp nữa. Có phải không? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thải điều không. Bây giờ cái món vật đó không hề có ý mang tội cho anh, vì tâm anh có tham, cho nên anh mới lấy nó. Còn nếu tâm nó là một vật rất sáng, rất đẹp, nhưng tâm mình tịnh, cho nên vật và người tâm, cả hai đều, nó không hề kêu gọi ai, nó không hề nó nói tôi nè lấy đi, tại mình muốn, phải không? Cho nên hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người say rượu chứ rượu đâu làm sai người. Người mê hoa chứ mê hoa đâu có mê ai. Cho nên tâm mình tỉnh rồi thì mọi vật này bình thường tỉnh hết. Cho nên cô kia cổ mới nói hỏi thầy đó, thầy ơi học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao thầy chán? Thôi về xây mộng với em đi.
Nhưng mà nếu tâm thầy chưa tịnh là thầy đáp, thầy nói đừng hối để anh đi. Phone em số mấy để anh ghi. Nhà em anh biết, Google tới. Mở cửa anh vào đừng ngại chi. Nếu mà tâm mình chưa tịnh. Nhưng mà bây giờ tâm anh tịnh rồi, cho nên cô này có gửi thơ tới. Tâm tịnh rồi nè, tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu nè. Thài rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Quý vị hiểu được chỗ tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Cái sự thật sám hối hay không, không phải ở hình thức. Mà tâm anh tịnh rồi thì bao nhiêu cái lăng xăng bên ngoài, anh không có bóng, anh không có gì nữa hết. Cái chỗ này nhà thiền gọi là gì? Đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Không cần nói thiền gì hết, mà cảnh gì tâm tôi bình thường. Cho nên hồi xưa ông Tô Đông Pha, ông nghe người ta nói khói ở núi Lô, sông ở sông Triết, mà mình chưa, đời người ai chưa tới đó thì sẽ rất là ân hận, chết không đành. Ông cũng một lần đi tới đó. Khi đi tới đó rồi, ông phát hiện ra một điều, ông mới làm bài thơ. Mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là mù tỏa ở núi Lô, cũng là sống ở sông Triết, có gì đâu. Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều, vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Phát hiện ra chân lý là gì? Thì cũng là Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Cho nên khi mình tâm chưa tịnh, cái gì mình cũng sanh khởi. Nhưng tâm mình tịnh rồi thì cảnh vật bình thường. Đó, bây giờ muốn biết tâm mình tịnh chưa nha. Hôm nào mình ăn chay, con mình nó đem vịt quay về ngon quá, nó không biết, nói má ăn má. Không con, bữa nay rằm má ăn chay. Vô phòng rồi không biết nghĩ sao, đi ra bếp lấy cái chén, lấy một miếng để dành mai má ăn con. Nhiêu đó thôi là biết là mình coi như là đối cảnh vô tâm chưa ha. Nhiêu đó thôi là biết khỏi là tâm được tịnh rồi chưa. Nếu tâm mình định thì cái gì ở trước mặt mình không phải của mình thì chẳng cần phải quan tâm. Chữ quan tâm đem phải là bỏ mặt, mà không khởi tâm lấy để. Quý vị hiểu điều chỗ đó không? À. Vậy giải, giải có giải đáp được một câu hỏi này không? À, giảm nghiệp là vậy. Giảm nghiệp là mình giảm cái nghiệp của tương lai, giảm cái tâm niệm khổ đau, nhưng mà cái gì mình trả vẫn phải đúng như vậy. Con muốn hỏi, nếu mình muốn cầu nguyện cho vong linh người ngoại quốc nhưng mình đọc kinh tiếng Việt và cầu nguyện bằng tiếng Việt thì có đến tới vong linh ấy không? Muốn biết tối nay hỏi một vong linh Mỹ. Tại vì nếu mà quý vị hỏi vong này bằng tiếng Việt, vong này vẫn trả lời em hiểu. Nói đùa với đại chúng thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, người chết á, cho dù họ bất cứ là nước nào, họ vẫn hiểu hết những gì mình nói.
Bởi vì sao? Bởi vì mình không nói bằng cái ngôn ngữ của mình, mà mình khởi tâm. Họ nhận được cái message của mình là từ cái tâm thức, chứ không phải bằng mình nói ra lời nữa đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, một cái đứa nhỏ hay một cái người lớn đó, mình gặp họ, mình nói ra tiếng, tôi thương em, tôi thương cháu, tôi thương chị gì đó, mình nói ra lời. Có thể họ không hiểu mình nói gì, nhưng mình lấy một cái bông hay một ly nước đưa người đó, lấy bàn tay ôm ấp vuốt ve họ. Họ biết mình đang thương họ không? Mình ngồi vậy nè, khỏe không con? Bác thương con lắm. Nó không hiểu mình nói gì, bởi lời nói không có hành động. Nhưng mà cái tâm thức của mình thương á, mình có cái khuynh hướng là muốn đi tới cái action, cái hành động là ôm ấp vuốt ve, không cần nói, nó cảm được mình đang thương nó. Cũng như vậy, một người mất á, họ contact với mình bằng tâm thức, chứ không phải là cái ngôn mình từ mình nói ra. Tại vì theo cái tâm lý chúng ta, khấn thì chúng ta phải khấn ra lời, chứ thật sự không cần. Cầm cái hương mà tâm mình khởi, họ nhận đó bằng tâm thức hết, chứ không phải là mình nói ra tiếng đâu. Cho nên quý vị tụng kinh gì cũng không sao hết á. Tại vì khi mình tụng là cái lời, tất cả những lời tụng kinh của mình xuất phát từ một nguồn gốc thôi, đó là lòng từ bi đối với người âm. Còn mình mượn tuyển bằng kinh gì, Di Đà, Địa Tạng gì đó, là mình mượn phương tiện để mình chuyển tải cái tâm mình. Còn chính yếu là tâm của mình đã gửi đến họ bằng tâm gì. Không thương đâu có cầu nguyện, không thương đâu có cầu họ siêu thoát, không thương đâu có tụng cho họ siêu. Chỉ cần khởi tâm muốn họ siêu là đủ tình thương rồi. Cho nên họ cảm nhận được. Quý vị yên tâm. Mà xưa nay mình nói với người Mỹ, chưa người Mỹ nào chòi lên nói tôi không hiểu là ok rồi. Bạch thầy, người thân mất đã vài năm, dỗ cầu siêu có giúp người mất không? Dỗ cầu siêu giúp cho người mất không thì em không biết, nhưng mà giúp cho người sống được một bữa. Pháp Hòa đã giải thích cái điều này rất nhiều lần. Mình cúng dỗ cho ông bà tổ tiên chỉ là một hình, một cái văn hóa, một cái truyền thống để con cái trở về với cội nguồn, không quên nguồn cội. Chữ cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Mà bây giờ muốn cung cấp dưỡng nuôi đạo đức truyền thống văn hóa thì phải mượn hình ảnh như cơm, nước, chè, bánh để nó chuyển tải, nó mang đi cái tâm tư của mình. Đức Phật không hề biết xôi vò là gì. Phật không biết xôi lá cẩm. Phật không biết bánh ít trần. Mình vẫn mang cúng Phật đều đều. Như vậy thì mình ăn cái gì, mình cúng cái nấy. Mình ăn cái gì mình cúng cái nấy, vì cái đó là biểu tượng của tâm tư mình hướng về nguồn cội. Không có cái ngày cúng này không có quy tụ, mà cái mục đích là con cháu quy tụ để trở về cội nguồn gốc rễ, để không quên mất ông bà tổ tiên. Cái đó là chính. Còn mình cúng cái gì thì cái đó là phương tiện, hình thức. Còn muốn độ luôn cho cả âm dương thì có thể, nếu gia đình là hiểu đạo thì mình tổ chức bằng cách là tụng một thời kinh. Tụng một thời kinh, mượn cái bữa cúng đó để con cái mọi người tập hợp tụng thời kinh, thì ít nhất con cái cũng được cái giây phút trở về với gia đình, lắng lòng và cùng một thời kinh cầu nguyện ngắn thôi, đừng làm dài. Mình tụng một thời kinh dài lê thê, lần sau nó nói má cúng xong cho con về con thắp nhang.
Nhiều khi nó lợi sắp xong rồi cuốc ba cuốc cái dọn xuống ăn là nó khoái nhất à. Cho nên thưa đại chúng, điều này Pháp Hòa đã giải thích rất nhiều lần. Đại chúng chịu khó nghe những cái buổi giải đáp vấn đáp khác thì sẽ hiểu biết thêm được cái điều này. Con nghe nói tu thiền là tự lực, còn tu tịnh độ là tha lực, xin thầy cho biết ý kiến. Dạ không đúng. Cái này đúng nhưng mà đúng phần thôi. Tất cả chúng ta sống ở đời này, dù mặt vật chất đời sống bình thường hay trong lĩnh vực cuộc sống tâm linh, chúng ta cần đều cần cả hai mặt, tự lực và tha lực. Tự lực là tự mình phải nỗ lực, tha lực là người khác hỗ trợ cho mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình muốn ngồi thiền là khả năng ngồi thiền bao lâu và sự định tĩnh của mình, đó là tự lực. Nhưng mà cái người mà người ta cứ ngồi xung quanh, người ta làm ồn, hay là những con muỗi nó cứ bu quanh mình, nó chích mình hoài, thì làm sao mình tu nổi? Cho nên buộc lòng đi tìm cái chỗ nào yên tịnh, hay những ai đó giúp cho mình để có cái phương tiện ngồi tu mà không bị quấy rầy. Cái gối mình ngồi để cho đừng đau lưng, nó cũng là tha lực đó chứ. Thí dụ như bây giờ á, mình ngồi tu niệm Phật, mình tu niệm Phật là tự lực, mình tự mình niệm. Nhưng mà cái sâu chuỗi là tha lực, hay là Phật gia hộ mình là tha lực. Cho nên trong đời sống này, tất cả chúng ta đều cần sự tự nỗ lực và sự giúp đỡ của người khác đối với mình. Chứ không phải tu thiền là tự lực mà tu tịnh là tha lực. Không phải. Đúng, mình tu phải, nhưng mà mình nói như vậy là thiền cũng phải cần tự lực và tha lực, tịnh cũng phải cần tự lực và tha lực. Pháp Hòa cũng nói cái vụ này rồi nha, Pháp Hòa đã trả lời cái này rồi, nhưng mà ở đây hôm nay Pháp Hòa nhắc thêm. Nhân cái câu hỏi này để đại chúng để ý, chúng ta cần nhị lực trên phương diện tu hành, đó là tự lực và tha lực. Ví dụ như giờ mình ăn chay mà không có ai trợ duyên cho mình thì sự ăn chay của mình nó không trọn vẹn. Mình muốn đi chùa tu tập mà không ai trợ duyên, cho nên tất cả đều cần cái sự trợ duyên với nhau. Mà trợ duyên là tha lực, mà tự mình phải dũng mãnh trên đường tu tập gọi là tự lực.